nó nhắn tin hỏi anh Duy ơi, bây giờ anh có cách nào để anh chỉ em gạ con bạn gái em đi nhà nghỉ không? Đề ba quận 10 anh kể thời thơ ấu của anh là cái trường học ở quận 10 đó, những cái mối tình trong cơn mưa này nọ, đúng không? Quận 10 là cướp mất đời trai của anh nữa. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. VVT nâng tầm con người Việt Nam. Quay trở lại các bạn trong chương trình nói chuyện với Duy Nguyễn. Thì Duy Nguyễn đã từng hứa cho các bạn sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng massage và AZ. Nhưng mà cái này nó hơi nhạy cảm mấy bạn. Nói kỹ quá, nó cũng hơi kỳ kỳ. Mà nói nông nông thì nó không có đã. Mà nói mà che che thì nó không có sướng. Mà nói hoạch tẹt thì nó không có phê. Nên này mình nói dài dài tập nha. Không, hôm nay nói nhẹ nhẹ thôi. Chủ đề massage. Đó, giờ nói chuyện sống ở Sài Gòn á. Thì anh nói thiệt với em á, anh ăn chơi cũng chả thua nào đó. Từ thời sinh viên tới giờ rồi. Quá khứ của anh lầy lội tới cái nào chắc tụi em cũng biết rồi. Cũng kỳ hài lắm em. Đi massage về đặt cái gì đeo khẩu trang đi cà lũi nữa. Xong rồi bữa hổm thấy anh lúc trước anh đi Novo 4, chưa mua dách ngàn nữa, anh đi 4 thắng cái két mà sao kịch. Gửi xe phụp đi vô lấy cái hiếp. Xong rồi cái tự nhiên gặp fan trong đó ông nội. Thôi anh Di vô đây ai cũng biết hết trơn vậy. Ôi, có đầu lạ tao nổi tiếng mà. Tao nổi tiếng mà. Sao Di ra ngoài Di không có che đội nón, Di không có che là luôn hả? Còn mắt gì che? Tao đẹp trai mà. Đúng không? Tao đi massage tao trả tiền mà. Ủa mắt gì che? Ủa sao cái tư duy mày ngộ vậy? Mày đang làm giàu xã hội mà mày phải lén lút à? Đó, đó là câu chuyện các bạn ngẫm đi. Rồi, tất nhiên hôm nay Duy nói về chủ đề quận 10. Tại vì sao? Quận 10 nó có liên quan tới massage. Đúng chưa? Đúng chưa? Đầu tiên á là các bạn muốn đi massage thì mà phải biết cái chỗ đó nó làm sao, cái chỗ nào đi được, ok? Thì cái quận 10 thành phố Hồ Chí Minh á, nó có hai lý do mà khiến cho Duy ấn tượng đầu tiên từ lúc mà Duy đặt chân lên Sài Gòn đi dạo thôi chứ không phải là lập nghiệp. Duy đi dạo lên Sài Gòn năm đầu tiên năm 2000, một mình đi khám phá Sài Gòn, không biết đường. Chôm chiếc xe của bà dì mấy em, xe đạp. Chôm chiếc xe bà dì chạy lang bang. Nói chung là duyên xui trời định. Là Duy đi trên đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa sống lạc đâu ra về ra Lý Thường Kiệt vòng vòng đâu khu đó đó. Nó chạy vòng vòng hồi đâu tới cái công ty mà Mai Thắng Lợi hay Thành Công gì đâu ở ngoài tích rồi gần An Sương á. Đi lạc vậy nguyên nhà nó xanh mặt hết, nhưng mà chuyện đó không phải là nội dung chính, kể sao. Anh đi ở quận 10, anh gặp cái trường Đại học Bách Khoa số 288 Lý Thường Kiệt, phường 14 quận Tân Bình. Anh đi ngang ngôi trường đó, anh thấy một cái sự uy nghiêm, một sự cổ kính. Và lúc đó trong đầu anh nhẩm là tao vô đó học đó. Đó là cái định hướng của anh từ năm 2000. Từ năm 2000 đó mấy em. Định hướng vô trong đó trai tỉnh thôi. Đó là cái dấu ấn đầu tiên về quận 10. Mà lúc đó anh đi đó là đường Cộng Hòa nó chưa làm như bây giờ đâu. Bụi thấy mẹ luôn. Đó, bụi lắm. Còn đường Tân Kỳ Tân Quý. Con đường Tân Kỳ Tân Quý là cái thời điểm đó đó anh đi với bây giờ nó không khác nhau gì hết á. Thấy ghê chưa? Thấy con đường trung thành với thời gian chưa mấy em? 20 năm đó mấy em. 20 năm đổi mới đó. Con đường trung thành với thời gian chưa? Mà trên con đường Tân Kỳ Tân Quý bây giờ nó bị hai cái phốt. Tụi em là dân Sài Thành tụi em phải biết. Cái phốt thứ nhất ngay ngã tư Bảy Hiền á. Ủa xin lỗi bạn, ngay ngã ba Bà Quẹo á. Nó bị kẹt. Cái chỗ đó là bị nút thắt cổ chai, chưa có mở đường được. Cũng lâu lắm rồi mà chưa làm được. Cái phốt thứ hai á, biết là gì không? Cái cầu. Cầu Tân Kỳ Tân Quý á, biết bị gì giờ nó đơ luôn rồi. Rồi còn cái phốt nằm giữa đó là nguyên cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa luôn. Khi anh đi trăm người đưa tiễn, khi anh về kiểu tám người khiêng, chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở anh vào nghĩa địa bình yên. Đó là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nhà tôi đó mà. Là giải phóng đi bốc mộ bốc cốt đi rồi thôi, tôi giờ mộ này vô danh, mộ kia vô chủ, mộ này ông này đi vượt biên mất tiêu rồi, mộ kia ông kia chưa về không biết đường đâu xử luôn đó. Giờ nó chưa có giải phóng được, tại cái quận Bình Tân nó còn phải giải phóng cái chỗ đó đi để thành lập trung tâm thương mại thì nó mới phát triển được. Nó nói một chút xíu về Sài Gòn quận 10, đó là những cái ký ức của anh vào năm 2000, cách đây 20 năm. Còn sau này á, cái quận 10 là một cái quận rất là nổi tiếng. Nổi tiếng cái gì? Tụi em ăn chơi ở quận 10, tụi em phải biết cái khu gọi là thiên hạ đệ nhất thác loạn. Wow. Dành cho sinh viên. Không, sinh viên nó nhiều khu lắm nha.
không 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 phải là sinh viên là quận 10 không. Mai mốt anh sẽ dẫn tụi em đi qua Thanh Đa, dẫn tụi em đi qua bên quận 7, dẫn tụi em đi ra đi Hóc Môn, nó nhiều chỗ lắm, sinh viên phải biết. Quận 8 thì chỗ đó là hơi dữ dội rồi, Âu Dương Lân. Rồi, quận 10 á, thiên hạ đều nhất ăn chơi, chơi cái gì? Thứ nhất là quán ăn, mấy con ốc tre, ốc mỡ, ốc gì đó nhiều lắm, quán ăn hải sản đồ nhóc. Cái thứ hai là cái gì cho tụi bay thích nè, ăn là tăng 1, tăng 2 là đi karaoke. Karaoke thì lú ra Sư Văn Hạnh đi, chòi nhỏ, chòi lớn, chòi nào cũng có hết á. Đó, rồi cái thứ ba là thích nè nha. Nó nhắn tin hỏi anh gì ơi, bây giờ anh có cách nào để anh chỉ em gạ bạn gái em đi nhà nghỉ không? Thì mấy em muốn biết chiêu đó đó thì em phải biết khu quận 10 nữa. Khu quận 10 nó nổi tiếng hệ thống khách sạn nhóc. Khách sạn nhóc, khách sạn nó có hai nghĩa. Khách sạn một cái là nhà nghỉ với một cái khách sạn thiệt. Yes. Đúng không? Với một cái khách sạn thiệt. Mà khách sạn, nhà nghỉ, khách sạn thiệt ở giữa đâu đó nó sẽ là massage. Wow. Quận 10 khá nhiều chỗ đó em, khu Sư Vạn Hạnh nè, Lê Hồng Phong nè, 3 tháng 2 nè. Hiểu chưa? Đó, bây giờ nó cái đầu tiên á, tụi em muốn khám phá những cái nẻo đường ăn chơi dành cho gamer á, thì á tụi em phải biết được khu quận 10. Quận 10 nó có kẹt xe, nó có hẻm, nó có tùm lum tùm la, nhưng mà em chưa biết cái khu Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 thì giờ Lý Thường Kiệt. Tất nhiên thì cái ghê nhất vẫn là Sư Vạn Hạnh thôi. Sư Vạn Hạnh, Lê Hồng Phong, hai đường nó cặp nhau, hiểu không? Nó có mấy hẻm chọt qua chọt lại đó, đi vô mấy hẻm đó cũng nhiều điều kỳ diệu lắm em. Hệ thống khách sạn rất nhiều, khách sạn nó tính theo giờ. Giờ đầu 50, giờ sau 10.000, 20 cũng còn. Cái đó cũng còn. Còn mắc hơn xíu, giờ đầu 80, 90. Khách sạn tới giờ rẻ lắm. Còn đi vô mấy thằng 3 sao, mấy thằng 3 sao ở trên Lê Hồng Phong đó là nó tính theo ngày. Cái ở quận 10 á là cái khách sạn nó khách sạn tầm trung. Nó nằm ở rất là nhiều chỗ trong cái cụm. Nó có một cái cụm Hòa Bình đó, biết không? Biết nhà hát Hòa Bình không? Đó, trong đó đó, trong đó có khách sạn Kỳ Hòa luôn. Vòng khu đó, cụm công ba đó quét chừng 1 km thôi, nhiều lắm, nhiều đỡ không nổi luôn á. Quá trời quá đất luôn. Ủa vậy anh nói chuyện đó đang chi? Để biết cái địa điểm xác định để mốt mình làm gì mấy em? Mua súp xong đi massage được. Ủa mà mua súp, tại sao mua súp xong đi massage? Yes. Kế bên Trần Thị Trấn có cái shop bán súp. Ủa có đó hả mày? Shop nào vậy? City Súp. City Súp. Ủa City Súp lần nào? Đại lý quận 10 của mình. City Súp chính thức khai trương tại địa chỉ số 8 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nghiêm Quý Trọng đã rất tâm huyết trong suốt quá trình ấp ủ đứa con tinh thần City Súp, để rồi tạo nên một không gian shop được đầu tư chỉnh chu, sang trọng, mọi góc nhìn đều bắt mắt thu hút khách hàng. Ủa có nè hả? Có, anh ký rồi, chắc bước anh live stream anh ký. Sao tao ký được? Tại quận 10 sau này tao mở BBT đó mà. Làm gì kiếm dòm lo chim? Có không ba? City Súp hả? City Súp. Tao search coi. Rồi rồi, đụng mà thấy group rồi. Gì có sản phẩm luôn rồi hả? Tao thấy mẹ rồi. Sao kỳ đó hả? Tại vì cái quận 10 là cái chỗ mà anh sau này anh mở phòng gym ông ơi. Trời đất ơi, anh là ngủ nhãn. Trời đất, năm sau là anh mở quận 10 đó. Mày làm vậy thôi chết mẹ rồi. Nằm ở đâu, nằm đường nào? Trần Thiện Chánh. Trần Thiện Chánh là cái đường nào trời? Thôi má chết mẹ rồi, thôi sắp mặt rồi mấy em. Tập khi địa lý thông nhìn luôn trời. Trời đất ơi, má tự nhiên đang cái kèo luôn á. Đang cái kèo massage ngon lành mấy em. À, giờ nó dính vô cái này nữa, trời ơi, mở đâu mở quận 10 không nổi. Tao mà tự nhiên cái Sài Gòn nó đông quá cố luôn rồi, quá trời đại lý luôn. Đại lý quận 2 cái chỗ con VT Súp nè, anh còn chưa làm xong nữa. Nó cái vụ vỉa hè đó chưa làm xong, thằng Tân Bình nó xúc nhà thuốc còn chưa làm cho nó nữa. Tân Phú chỗ con Vicky Nguyễn còn chưa làm nữa. Mà bây giờ có thêm quận 10 nữa trời. Làm sao này? Dở thiệt chứ. Nếu mà anh biết ở quận 10 á là anh kêu ông nội đó đi chỗ khác rồi. Đi qua quận 11 của Minh Lâm cũng được nữa. Quận 6 cũng được nữa. Cha này khôn dữ nha. Khu đó nhiều phòng game lớn lắm. Phòng game lớn khách cũng đông nữa. Mà ông chơi City Súp luôn hả? Ê có nào bà con nhánh của City Game không ta? Ủa có kế bên City Game luôn hả? Wow. Này nó hơi sốc em. Nó ngoài khả năng massage của anh rồi.
thôi mẹ nó đi, còn xíu nữa gán kêu vụ đó tính sau đi, từ từ mệt quá. Vậy là giờ cái đại lý đó nó bán rồi, nó có hàng luôn rồi đúng không? Thôi vậy thôi giờ mua giùm nó luôn đi mấy em. Bây giờ tụi em đi massage đúng không? Đi massage thì giờ nó mua gì uống ta? Thường thường á đi massage thủ trong mình á là lipo giảm mỡ rồi nha mấy em, vì workout cao BCA đồ. Nó còn để làm gì thôi, để clip khác nói đi, clip này nói nó kỳ quá, tự nhiên tao quê luôn rồi. Tự nhiên xuất hiện có cái đại lý nằm ở đó, anh quê thiệt, anh bị sượng mấy em. Nên giờ sao ta? Giờ đi tiếp massage hay đi tiếp đại lý? Bỏ tay thì chỉ trong chọt ngang hông mà trời. Nó đang nói về massage quận 10, những nẻo đường ăn chơi này nọ, trường đại học Harvard của Việt Nam ngự trị ở đó. Rồi bây giờ vậy là BBT có thêm đại lý sắp ở quận 10 nữa. Ngày trước là nhận thằng quận 3 rồi. Ngày trước có thằng quận 3 người tên Lâm Sport. Ủa Lâm gì á? Lâm Quý hay Lâm gì á? Ừ Lâm Ghim. Đó. Lâm Ghim nằm quận 3. Bây giờ hôm nay cặp cái quận 10. Hai khu khác nhau mà gần nhau, dân cũng khá đông, cũng được, nói chung là cũng có giá trị thương mại. Nhưng mà giờ làm rồi, giờ anh mở quận 10 nữa nó. Thôi là chuyện, chỉ cái chuyện mở quận 10 từ từ tính nha. Để lại đi, để lại có thể thay đổi tọa độ qua Tân Bình không chừng. Nhưng mà thôi, cái nội dung chính ngày hôm nay là video về massage. Video về massage hướng dẫn các em những cái kỹ năng về massage. Nhưng mà tự nhiên nó bị cái vụ này làm cho anh đảo điên đầu óc, anh bị hoang mang và anh bị sang chấn tâm lý rồi. Công nhận mà cái thằng quận 10 này, ông nội này tao không biết luôn hả trời. Sao cái shop đẹp dữ mày. Trời má, cái shop bao đẹp luôn. Kế ghê vậy. Má đầu tư dữ trời. Thôi chết mẹ Minh Lâm rồi. Thấy kèo này hơi căng. Nói chung là Minh Lâm ở quận 11. Mà bây giờ đại lý mở ở quận 10. Thì kiểu gì thằng này chả mất khách. Đúng không? Hàng chị hôm nay nó buồn ghê luôn. Sao dạo này anh nhiều việc quá, quản lý nó cũng sát mấy này nữa mấy em ơi. Thôi một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người. À thật ra anh bây giờ mà em kêu anh nói về thông tin đại lý quận 10, anh cũng chả thông tin gì nó có biết đâu mà nói. Nó bây giờ cũng không dám nói sao hết. Nó cái này nó đến với anh một cách nó rất là bất ngờ và nó sang chấn tâm lý, nó ảnh hưởng tới cái đề tài video. Cái video hôm nay á là cái video về massage. Mà cái vấn đề massage anh muốn tụi em đề 3 quận 10. Đề 3 quận 10 anh kể cái thời thơ ấu của anh là cái trường học ở quận 10 đó, những cái mối tình trong cơn mưa này nọ. Đúng không? Quận 10 là cướp mất đời trai của anh nữa. Ủa mà công viên Lê Thường Duy thì riêng quận 10 hay là quận Tân Bình mày? Ờ đúng rồi, công viên đó nó cướp mất đời trai anh đó. Đó, đồng sinh viên phải có những cái mối tình công viên nữa. Đó, có nhiều cái kỷ niệm anh muốn kể, anh muốn chia sẻ để giảm bớt những cái áp lực. Cái áp lực của tháng cô hồn này, áp lực xe mạc này. Đó, rồi áp lực nhà cửa nè. Rồi áp lực này nọ kia kìa. Đó, rồi chuyện lỗ lã trong vấn đề ấy nữa. Ồ anh có bị cái lỗ ghê lắm. Để bữa sau anh kể cho nghe. Thật nhiên á, anh đang dứt luôn này còn trách hơn nữa. Thôi dừng video đi, mai tiếp mày. Mệt quá, giờ hết biết nói gì rồi. Tự nhiên quận 10 này ác đạn quá, ông nội quận 10 sẽ tư gấp tôi lại ông luôn á. Quá ký này không biết, mốt ký phải nhìn nha. Tưởng clip massage thì ra là clip quảng cáo đại lý quận 10 a hi 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 hi. Hay thì mua sub đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.